thấy dân ở ngoài đó, họ ngồi lóc nhà không à, đôi khi đến giúp đỡ họ liền thì hay hơn, không có đợi đến 2-3 tuần nữa có khi họ chết sao. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Và Nhân xin được thông báo thì cho đến hiện tại sáng ngày 20 tháng 10, khi Nhân đang thực hiện video này, số tiền ủng hộ cho miền Trung vượt qua thiên tai lũ lụt đợt 2 của kênh Nhân đã lên đến con số hơn 100 triệu đồng. Và điều đó làm cho Nhân cực kỳ bất ngờ, bởi vì sự tin tưởng gửi gắm của quý mạnh thường quân gần xa dành cho miền Trung thông qua kênh của Nhân lại nhiều đến như vậy. Và thực sự thì bản thân cũng rất vui khi có thể góp được một chút công nhỏ vào công cuộc cứu trợ cho miền Trung sớm vượt qua thiên tai lũ lụt. Và trước tình hình lũ nói lũ, bão chồng bão gây ra bao đau thương mất mát ở miền Trung những ngày vừa qua, thì Nhân Chứng Channel xin phép sẽ trực tiếp mang số tiền này ra miền Trung để có thể hỗ trợ cho bà con. Danh sách ủng hộ miền Trung vượt qua thiên tai đợt 2 cập nhật đến sáng hôm nay 20 tháng 10 2020 gồm có Son 400.000, Đoàn Thị Xuân Hằng 200.000, Nguyễn Văn Tuấn 200.000, Huỳnh Tú Phát Đạt 500.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 200.000, Anh Bình Tango 46.300.000, Bùi Thị Mỹ Vân 500.000, Hương Ngô ở Úc 3.230.000, Tăng Tường 250 USD, Trần Mai 50 USD, và số tiền này tổng chuyển về bằng tiền Việt là 6.930.000. Mạnh Thường Quân giấu tên 150.000, Anh Dũng Nha Trang 500.000, Ngộ Kim Giác Phương 3.276.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 500.000, Chị Xuân ở Biên Hòa 1.000.000, Anh Vân Hàn Quốc 600.000, Anh Hoàng Thái Hàn Quốc 400.000, Chị Trang Hàn Quốc 400.000, Bạn Chị Trang Chị Kiều Anh Hàn Quốc 400.000, Anh Xuân Hàn Quốc 2.000.000, Cô Chiến Hàn Quốc 1.000.000, Em Bảo Hàn Quốc 1.000.000. Nhóm Phật tử Huệ Phước Anh Kiệt Đoàn ở Canada ủng hộ 40.125.000, trong đó ghi chú ra một số người ủng hộ bao gồm cô Đức Trinh 50 đô, cô Hạnh Tịnh 50 đô, chị Diệu Hương 50 đô, bác Đức Thảo Hân 50 đô, Ngọc Thanh 50 đô, ba Thiện Lộc má Diệu Phước 100 đô, Hội Lộc Ngọc Mai 50 đô. Một Mạnh Thường Quân giấu tên ủng hộ 1 triệu đồng. Lý Hải Cường và Lý Hải Tài 2.000.000, Phương Hoa 100.000, chị Uyên ở Úc 3.258.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 2.315.000, anh Tuấn quán cà phê phố số 8 Nguyễn Hữu Tiến, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và anh Tài 1.200.000, anh Lê Thanh Tưởng 500.000, và Nhân Chứng Channel xin ủng hộ thêm 816.000 để số tiền được chẵn cho tổng đợt 2 là 121 triệu đồng. Những tên trên đây khi chuyển khoản không dấu, nếu Nhân có đọc sai thì mong quý cô chú anh chị vui lòng thông cảm. Và Nhân Chứng Channel vẫn tiếp tục nhận đợt 3 khi Nhân đang ở miền Trung, và hạn chót tiếp nhận là 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10 năm 2020. Bởi vì sau thời gian này thì Nhân không thể tổng hợp kịp và không thể dùng số tiền đó để công khai sử dụng hỗ trợ cho bà con ở miền Trung được. Một lần nữa thì Nhân cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã cùng chung tay để giúp miền Trung vượt qua thiên tai. Thì số tiền ủng hộ miền Trung đợt 1 quý Mạnh Thường Quân gửi về cho kênh của Nhân thì Nhân đã thống kê danh sách cụ thể ở trong video trước rồi. Tuy nhiên thì ở đây cũng xin được thông tin lại để cả nhà được rõ. Thì đợt 1 con số Nhân làm tròn lên để cho dễ thống kê đó là 26.600.000 đồng. Và theo ý của thầy Trúc Phương thì Nhân đã chuyển 3.300.000 đồng cho kênh của Tuấn Anh Quảng Trang để cho Tuấn Anh có được một cái số tiền chẵn gửi cho một sư cô ở một ngôi chùa khác cứu trợ cho miền Trung. Thì số tiền Nhân còn lại là 23.300.000 đồng. Và thầy Trúc Phương cũng như là quý Phật tử đã ủng hộ thêm 6.700.000 đồng nữa để con số được chẵn là 30 triệu đồng. Và cách đây vài ngày thì Nhân, thầy Trúc Phương cũng đã có đến chùa An Lạc và gửi toàn bộ số tiền này cho sư cô Huệ Hiếu.
Bởi vì chùa An Lạc thì đang trực tiếp tiếp nhận sự ủng hộ và sư cô trong chùa sẽ tổ chức một chuyến đi trực tiếp ra đó hỗ trợ cho bà con miền Trung luôn. Cho nên toàn bộ số tiền của đợt một này Nhân đã chuyển cho sư cô theo ý của thầy. Thì video chuyển giao số tiền một cách cụ thể và công khai Nhân sẽ chiếu ngay sau đây cho cả nhà xem. Thì cũng xin giải thích một chút với cả nhà. Đó là Nhân và thầy Trúc Phương ban đầu thì chủ trương là không trực tiếp đi ra miền Trung để cứu trợ. Bởi vì thứ nhất là như vậy sẽ phát sinh thêm một phần chi phí xe cộ rất là lớn, và để dành trọn cái khoản đó cho miền Trung thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên trong đợt 2 thì số tiền ủng hộ đã vượt ngoài 100 triệu. Thứ nhất vì với Nhân đây là một số tiền không hề nhỏ và là một sự tin tưởng rất lớn của quý cô chú anh chị gần xa. Cho nên Nhân và thầy trực tiếp đi sẽ là một phương án tốt nhất. Và thứ hai đó là nếu như trao gửi cho sư cô thì đoàn từ thiện ở phía chùa của sư cô chắc chắn là sẽ làm không xuể với số tiền này. Và với riêng bản thân Nhân thì thực sự là Nhân rất muốn đi ra đó để trực tiếp chia sẻ nỗi khổ của bà con ở khúc ruột miền Trung, cũng như là sẽ cố gắng quay được những thước phim chân thật nhất về tình cảnh ở ngoài đó để cho tất cả quý cô chú anh chị gần xa, quý kiều bào đang xa quê có thể nhìn thấy nỗi khổ của bà con miền Trung hiện tại đang như thế nào để có thể đồng cảm và sẻ chia hơn. Dạ con thưa sư cô ạ, thì con cũng tiếp nhận được đợt 1 của quý Mạnh Thường Quân. Và theo lời dạy của sư phụ thì hôm nay con đến đây, con sẽ gửi cho cô để cô có thể trực tiếp có một cái chương trình đến miền Trung để cứu trợ cho bà con mình. Dạ, thì sư phụ con đã gửi cho Tuấn Anh là 3.300.000 đồng. Dạ, thì cái số tiền còn lại con mới vừa rút sáng nay và con cũng đổi đô ra luôn thì khá là cập rập, nhưng mà con đã tính được ở đây là 23.211.500, thì xem như là tổng con tính chẳng là 23.300.000. 23.300.000 là số tiền ủng hộ đợt 1. Và bây giờ thì theo sư phụ thì sư phụ và quý Phật tử sẽ ủng hộ thêm một ít nữa, là tổng cộng số tiền là 28 triệu đồng. Dạ, thì ở đây con đã xóa 28 triệu. Dạ 28, sư phụ gửi cho cô 3 triệu, con còn thiếu sư cô, giờ con chỉ tính với 28. Dạ, dạ. Một con sẽ gửi cho cô 2 triệu rồi cho chẳng 30, đã nói 30 là 30 chứ. Dạ, chủ... dạ rồi rồi. Thì cái chuyện này thứ hai con rút tiền ra con qua đưa sư cô chẳng 30 dạ, dạ. triệu. Sư cô biết sao không? Tại hôm nay ngân hàng thứ bảy á, buổi sáng nghỉ, ngân hàng Vietcombank của con nó nghỉ, con rút không được. Cái con rút cái cây ATM, cái cây nó hết tiền. Dạ. Con rút được 20 triệu. Dạ, dạ, dạ rồi. Giờ con tổng ở đây là 28 triệu. Vậy thì theo ý sư phụ con sẽ gửi thêm sư cô 2 triệu nữa vào lần sau nha sư cô. Dạ. Dạ. Rồi con xin phép trao cho sư cô ạ. À. Dạ. Dạ. Sư cô cứ kiểm tiền lại cho. Dạ dạ sư cô cứ kiểm lại giùm con. Dạ không đâu ạ. À. Không. Cái gì thầy cũng muốn rõ ràng. Dạ. Cô kiểm cô nói đủ là đủ. Không, cô cứ đi cô cứ kêu thì giả vô kiểm tiền cho thầy. Thầy muốn rõ ràng, tại vì thầy cũng không cái tiền bạc thầy để tử thầy cũng không có tin. Dạ. Thì con cũng tin tưởng là không. Thầy muốn dạ, kiểm. Dạ. Dạ. Sư cô cứ kêu kiểm lại giùm con chứ dạ. Con sợ không biết lộn. Tiền bạc nó dễ mất lòng lắm, để tử thầy không có tin. Dạ. Tiền bạc không có tin. Nếu là theo ý của thầy thì con cũng xin được phép được kiểm tiền. Dạ dạ dạ. Con kêu người. Rồi khi lục á thì không có đoàn tiếp từ thiện tiếp cận được. Nhưng mà lục ra thì con cũng chưa biết thông tin, nhưng hôm nay thì con nghe lục nó lên lại rồi, ngập lại rồi. Thì con cứ vì con khi mà con liên lạc thì mọi người nói là cách ly không có tiếp cận được, cho nên các đoàn từ thiện đến nó cũng rất ít. Một tuần rồi mà làng ở đó chỉ nhận được một sự trợ giúp của chùa thôi. Vì chùa ở đó là có trong chùa được kêu gọi được một đoàn mà không được rất là ít, cho nên là mọi người rất là cần sự giúp đỡ. Đúng 28 triệu. Dạ. Là đủ 28 triệu. Dạ. Dạ. Con cũng có nghe là ở ngoài đó có những cái vùng đó là khó tiếp cận lắm. Dạ. Cho nên những đoàn từ thiện họ chỉ chọn những cái vùng dễ hơn thôi. Dạ. Như là sân bay mà đáp ở Huế thì thường họ sẽ giúp Huế là nhiều hơn Quảng Trị. Dạ. Dạ, đó là vậy. Tại vì ở ngoài đó không có thuyền lớn. Ở ngoài đó chỉ là thuyền nhỏ mà dân họ chèo thôi. Dạ. Còn nếu mà đi mua những vùng sâu phải có những cái đò lớn thì người ta mới đi được. Vậy là cuối cùng sư cô đi là Quảng Trị đó. Dạ, con đi là đầu điện đầu tiên con đi là Huế, Phong Điền á, là giáp ranh với Quảng Trị. Và sau đó con mới ra Quảng Trị. Dạ. Cô cứ làm vậy, thầy cũng có mấy cái chỗ ngoài cũng chuyển cho mấy sư cô Quảng Trị, tại vì
Có nhiều người ta chỉ cái kiểu như mình nói như mấy chú này á, thì nói là cái máy bay đáp xuống người ta đi thần cái đào thuận lợi, người ta làm là cái đầu nó có phước, còn cái vùng sâu khó có phước, nên được sư cô đi như vậy thì rất là hoan hỷ. Tại vì đáp xuống thì những cái vùng gần quốc lộ thế này là người ta dễ đi, còn cũng Huế nhưng mà những vùng sâu ta không đi được. Thật sự thầy cũng nói sư cô là thầy của thầy cái nhân duyên á, là thầy đi cúng vong linh nước vong á, có những cái vùng sâu vùng xa không ai đi thầy mới đi. Chứ còn nên thầy hiểu cái vấn đề đó nhiều hơn. Ví dụ như những cái vong linh mà chết không có một vị thầy mà đến cúng, có những cái vong linh rất tội nên thầy cúng. Những cái vong linh mà bị không có những cái mồ mà mồ vô danh không ai đến thắp hương thì thầy làm cái pháp hội đó thầy cúng. Thì chủ trương của thầy như vậy thôi. Thầy hiểu vấn đề của cô nên cũng mấy cô mà đi đến những cái vùng sâu, tại vì người ta chỉ đến cái nhà nào thuận lợi người ta đi. Với lại có tổ chức là không thể đi đến vùng sâu được thầy, bởi vì nó quá đông. Đoàn thể người ta đi đông thì phương tiện rất là khó, thì họ không thể tiếp cận vùng sâu được. Còn mình đi mà mình đi dẫn thân mình đi thì mình không thể đi được, tại vì khi đi cái phương tiện nó rất là khó. Nếu mà đi đông thì phải có đoàn có thuyền, mà tàu thuyền cái lớn thì mới chở hết được mà đoàn của sư trụ. Cũng có nghe nha. Theo lý cái này là sư phụ dẫn tổ chức đi được một mình. Bây giờ thì tất cả là cũng là trên 60 triệu rồi. Nhưng mà khổ nói vô mình sẽ phụ giáo bãi không biết cái gì để biết giúp chỗ tỉnh nào đây. Nên cái quan trọng nhất là mấy sư cô này biết. Mấy sư cô này gốc ở ngoài luôn. Nên thôi gửi sư cô chỉ giúp mình. Đó thì sư cô đi đợi ơn sư cô hết. Rồi nhanh như vậy không đâu, nếu mà không có sư cô thì không biết thì sao để giải quyết được cái phần tiền này. Nhưng mà con cũng trình với sư phụ là hiện tại thì một số mạnh thường quân đang trên đường gửi tiền về, và số tiền đó thì cũng lớn đó sư phụ. Nếu như mà mình có duyên thì mình không, sẽ cái chuyện mà mạnh thường quân rồi cái đó bây giờ nói cái từ thiện này họ gửi 1.000 dành cảm ơn, hay là họ gửi một lời tán thán dành tôn trọng, đừng có nặng về cái tiền lớn tiền nhỏ. Càng họ càng gửi nhiều tiền về thì mình đồng nghĩa với mình nếu không sư phụ không thích đi tổ chức, tại vì không biết cái dùng nào mà cho ra ngoài nó nhiều khê lắm. Còn ví dụ như mà đi giờ phải mướn chiếc xe đi tốn rất nhiều tiền, giờ ngày nào có ngày nào xào ngày đó, tại người đó lấy dành ở ngoài đó, họ ngồi lúc nhà không mình, đôi khi mình đến giúp đỡ họ liền thì hay hơn, không có đợi đến 2-3 tuần nữa, có khi họ chết sao giống như giờ. Họ là ngồi lúc nhà họ không có ăn rồi họ không uống, nhất là cái lũ lụt là nó càng ăn với càng uống là phải thức ăn, không mấy họ bị dịch kiết lỵ tiêu chảy, thức uống quan trọng lắm. Rồi đến cái thứ ba mới là giữ ấm, bây giờ chứ mắt giải quyết là ăn uống trước rồi nó giữ ấm tính sao. Rồi chỗ đó sư cô thấy cần áo ấm thì sư cô cứ làm tùy nghi, chứ không phải chấp theo một cái là mình phải mua thức ăn. Nên Phật pháp tùy duyên chứ không phải là giống như cái ly này thôi, nó đã đầy nước rồi cô đổ vô nó tràn thôi chứ không ít lợi hết á. Thì cái nào nó chưa đầy mình đổ cho đầy, người ta chỗ đó thiếu ấm thiếu mền trăm thì cô cứ chọn tặng mền trăm, chỗ đó thiếu nước thì cô tặng nước, chỗ đó thiếu thức ăn thì cô tặng thức ăn. Cho cái tiền số tiền đó 30 triệu đó cô cứ sử dụng tiền nghi mà để chuyển đến cho đồng bào. Thầy rất tri ân cô và cảm ơn cô rất là nhiều. Học của cô sao làm sao mà thầy được cái sự kết nối này, thầy cũng người làm mướn thôi. Và thì con cũng được tâm nguyện của con cũng là mang cái trái đồng đất là của cái vật tư của mạnh thường quân cũng như quý thầy ở trong này gửi gắm, thì con nhất định sẽ ra ngoài đó và con sẽ làm theo đúng với cái tâm nguyện của mọi người, ở đâu cần cái gì thì con sẽ chuyển đến cái đó. Tại vì mình ra thực tế thì mình mới thấy được, còn nếu mình ở trong này thì mình chỉ nhìn trên phương tiện thôi, thì con thấy mình không thể nào mà biết được như thế nào. Cho nên tụi con trực tiếp ra ngoài đó rồi tụi con sẽ quyết định là nên làm cái gì. Và trước hết là nếu mà lục ra thì bà con cần tiền mặt thì tụi con sẽ trao tiền mặt, mà nếu chỗ nào mà cần thực phẩm thì tụi con sẽ trao thực phẩm. Tại vì tới đi trực tiếp rồi mình mới thấy được. Còn giờ các mình thường quân thì chắc chắn là rất là nhiều đoàn trở về đó để cứu trợ, nhưng mà có vùng thì rất là nhiều nhưng có vùng thì không có, vì tại vì nó quá nhiều thì đoàn thể thì người ta
liên lạc được ở đâu thì người ta đến ở đó thôi. Thì con thấy có những vùng thì họ rất là nhiều bàn đến cho, nhưng có những vùng chưa được bàn nào hết, thì con cũng muốn là mình thực tế ra ngoài đó để đi rồi dẫn thân mình mới thấy được thì chỗ nào cần mình sẽ cho. Thì tùy cái khả năng của con và các Phật tử cũng như quý thầy ở đây hỗ trợ cho con kinh phí, rồi các Phật tử ở xa nữa thì con nhất định sẽ làm bằng cái tâm của mình thứ hai này, trao những cái tấm lòng của con quý thầy cũng như Phật tử sẽ đến đúng nơi đúng chỗ. Thì kết thúc câu chuyện này như là chư tổ có giảng Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác, lìa thế gian mà giác chẳng khác nào như đi kiếm long rùa sừng thỏ. Chúng sanh đang khổ, Phật pháp không có đứng ngoài nhìn, thì đó mới là Phật pháp tại thế gian, chứ không phải là cao siêu gì, giải thoát cái gì hết. Giải thoát là chúng sanh khổ thì có Phật pháp. Tại vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói, sau khi Đức Phật ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chúng sanh đang biểu lục, mình khai thị bằng thức ăn thì nó dẫn đến ngộ nhập Phật tri kiến hay hơn. Đi kinh diễn nghĩa là du khống ba đời chư Phật mà xa kinh thiết quý cung ma, đó là cái kết thúc cái sự gửi gắm sư cô. Và cũng cảm niệm tri ân công đức của sư cô đã làm, và cũng cảm niệm tất cả các vị mạnh thường quân, các vị Phật tử đạo hữu, thông qua các vị sự kêu gọi của các vị. Thật sự thầy không có làm chương trình này, thầy có nhiều người Phật tử nói là sao thầy, tại sao thầy không có đứng ra vận động. Thầy nói cái thời buổi này vận động hơi khó, tại vì cái dịch Covid làm kinh tế ai cũng suy sụp hết, không phải chỉ của quốc gia Việt Nam không, cả ở thế giới. Nên đôi khi hồi nãy thầy nói cô rồi, con gà cứ nhổ lông nó hoài làm sao nó mọc ra nó bay. Phật tử mà có đè sinh ta hoài thì không được, nhưng thầy không có lưu trương đi sinh Phật tử. Thầy ví dụ như có thầy có nói với ai ủng hộ thôi, tại vì khi mà ta tự nguyện ủng hộ nó hay hơn là đi sinh. Chỉ nói ai ủng hộ họ dù 1.000 hay bằng một lời tán thán cũng nên nhận, chứ không có chê bai. Nên qua cái dịp này cũng mong muốn tất cả mọi người, thầy đều chỉ ân tất cả mọi người, dù là một lời tán thán hay là 1.000 cũng phải trân trọng. Tại vì người ta là làm việc ở xã hội này là phải là đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có những đồng tiền. Đôi khi người ta lo gì gia đình người ta chưa hết, người ta mới xén là một chút người ta gửi gắm từ thiện. Mà từ thiện mình đi đúng thì nó cũng không hay, ý nghĩa là vậy. Chứ không phải là đi xin người ta người ta phiền não chết. Mình Phật pháp không xin, làm việc nhiều chứ đừng nghĩ là mình cả mà. Phước kiếm rất dễ, kiếm rất khó, mà nghiệp tạo rất nhanh. Làm này không đúng là sinh ra nghiệp. Cố gắng tu, có phước thì mặc sức mà ăn, không có đức, có đức thì mặc sức mà ăn, không đức đừng có mơ cái gì mà có. Thì đó là chủ trương vậy. Giờ người con có công, giống như con có công con nhận, con chỉ sư cô cũng có phước như người cúng vậy thôi, đó là quy tắc, con hiểu không? Thì dáng làm cho ấy, giờ đừng có lạm dụng, sẽ đừng có lạm dụng cái vấn đề này thôi là được rồi. Cái minh bạch ra, mình không có chuyện gì xấu mình đừng có sợ gì hết, chứ không phải là mình minh bạch ra mình chứng tỏ cầu danh, không có chuyện gì hết. Nhưng mà sư phụ rất là thích chủ trương là minh bạch, cuộc đời mình minh bạch cũng như mình minh bạch thoải mái đi, không có giấu giếm gì, có giấu nó hay. Người ta đã tin tưởng con làm thì đã tin, nhưng mà sư phụ muốn chứng minh để cho chính cái con ma trong người mình nó không có được đủ điều kiện nó khởi lên cái nhân ác. Tại vì Phật ma trong người mình nó có, lúc mà thánh thiện là Phật, mà lúc ma nó thánh thì nó thành mình còn ác, coi như người ta gửi tiền còn một đồng còn giếm xài luôn là cái đó, còn nhận nhân quả đó, chứ không phải. Tại vì cái tiền mà người ta gửi cúng tam bảo hay cúng từ thiện là tiền gia đình bị xe đụng, xe tông, ung thư rồi đó, mình nhận hết cái quả vậy cho mình, nó chứ không phải là lợi ích gì đâu. Nên sư phụ nói con như vậy, căn cứ như vậy. Và sư phụ cũng đi từ thiện hay bất cứ đi đâu cũng vậy, tiết kiệm một đồng một cắt, chứ không phải là đi giống như giờ sư phụ có thể tổ chức đi đoàn riêng đó, thầy đúng không sư con? Dạ, nhưng mà đi vậy nó tốn kém. Với lại thầy ở trong ngoài cũng không biết ai chỗ nào cho, phải liên hệ chỗ này chỗ kia cực lắm. Thôi mấy cô biết đi giùm thầy, cảm ơn sư con, tạ ơn mấy cô rất nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.